Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với lập độ livestream cùng hệ sinh thái Samsung Galaxy với Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Buds 2 và Galaxy Watch 4 Series. Mình là Tân Một Cú và hôm nay rất vui tiếp tục là host và ngồi với các bạn nói chuyện với các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Và số livestream lần trước thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất là nhiều điều bổ ích này và đặc biệt là mình đã nhận được rất nhiều tương tác từ các bạn. Vậy nên ngày hôm nay mình không thể chờ đợi hôm nữa. Mình sẽ tiếp tục một lần nữa ngồi xuống đây và để trò chuyện với các bạn trong buổi livestream này và mong rằng là chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện ý nghĩa và thật vui vẻ nhá. Đừng quên là tương tác với mình ở phần comment ngay phía bên dưới nhá, để chúng ta sẽ có thật nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau. Và bây giờ thì mình sẽ ngồi đọc comment của mọi người một chút trước khi vào chủ đề chính. Rồi, mọi người hãy nếu được thì hãy chia sẻ livestream này, rủ thêm bạn bè vào, chúng ta sẽ cùng comment nói chuyện, anh em chém gió với nhau một chút cho vui, đúng không nào? Mình còn một điều nữa là tất cả những cái chương trình giao lưu trực tiếp này thì chúng ta sẽ luôn có những cái món quà vô cùng hấp dẫn đến từ Samsung. Vậy nên các bạn đừng bỏ qua bất kỳ một giây phút nào của buổi livestream này, bởi vì có thể bọn mình sẽ tung ra mini game đấy. Bất kỳ một phút nào đấy thôi. Đó là món quà của chúng mình. Còn nếu như các bạn đang tìm kiếm một món quà đỉnh nhất, độc nhất bên cạnh một chiếc điện thoại Samsung Galaxy thì hãy cân nhắc đến hệ sinh thái của Galaxy với Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Buds 2 và Galaxy Watch 4 Series. Vì có sự xuất hiện của những trợ thủ đắc lực này sẽ giúp trải nghiệm của chúng ta trọn vẹn hơn. Còn lý do là vì sao thì hãy đón xem đến hết buổi trò chuyện ngày hôm nay nhá. Rồi, các bạn hãy tiếp tục chia sẻ livestream đi nào. Đây mình đã thấy bắt đầu có những comment rất là hấp dẫn rồi. Xem nào. Năm nay Giáng sinh nhanh quá, không biết tặng gì cho người yêu. Rồi cái gì đây? Tiền không nhiều thì sắm quà Giáng sinh gì cho hợp lý giờ anh ơi. Trời đất ơi, xin phép được đấm tay các anh em một chút nào. Ước gì là tôi có thể ôm anh em ngay bây giờ, vì chúng ta quá là đồng cảm với nhau đi. Cái đợt cuối năm này thì là rất là nhiều việc rồi, nhưng mà đồng thời đấy thì cũng có rất nhiều những cái buổi lễ nào. Rồi như thế thì cái chuyện quà cáp cho người yêu, cho vợ là chắc chắn không thể nào thiếu rồi. Mà bây giờ thiếu ấy là toi ngay, dỗi mấy ngày lễ thì cả hai cũng mất vui đúng không? Và bản thân mình thì cũng đang rất đau đầu để lựa chọn một món quà cho vợ mình. Đấy là những cái vấn đề vào dịp cuối năm. Không chỉ vào dịp Giáng sinh này, chúng ta còn có năm mới nữa, nên là cũng phải chuẩn bị quà cho bố mẹ gia đình nữa đúng không? Rồi, chúng ta sẽ các bạn hãy tiếp tục comment đi ạ. Rồi, chúng ta có vẻ đã bắt đầu nhiều người vào hơn rồi. Nhân tiện thì bây giờ đang có nhiều người vào hơn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người chút với những cái tiêu chí mình đặt ra để lựa quà cho mọi người nhá, để xem chúng ta có cùng quan điểm không. Đầu tiên thì một món quà sẽ sử dụng được nhiều dịp là nó phải có nhiều công dụng. Thứ hai là nó phải đẹp. Quà cáp thế sao là phải đẹp thì mới gọi là quà chứ đúng không? Và cái thứ ba là nó phải có ý nghĩa với người mình tặng. Cái này thì cực kỳ quan trọng này. Nếu như mà trong trường hợp người bạn tặng đã sở hữu một chiếc Galaxy Phone rồi thì bạn nên lưu ý với hai điểm sau. Các bạn có thể nâng tầm cái đẳng cấp nhờ một chiếc máy tính bảng, một thiết bị trong hệ sinh thái của Galaxy. Lựa chọn những món quà cùng hệ sinh thái đồng bộ với Galaxy Phone chắc chắn sẽ tạo nên một hình ảnh rất chuyên nghiệp, phong cách và thời thượng hơn. Chúng ta cũng có thể đầu tư thêm các sản phẩm trong cùng hệ sinh thái sẽ là tối ưu nhất cho các tính năng như kiểu là kết nối đồng bộ với nhau một cách mượt mà nhất, ổn định nhất, giúp bạn khai thác thêm được nhiều tiện ích sử dụng trong nhiều hoàn cảnh và nhiều cái nhu cầu sử dụng chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và để năm nay mình cũng như là các bạn dễ dàng hơn trong việc đưa ra những quyết định lựa chọn những món quà cho người chúng ta yêu thương thì hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời rất đặc biệt. Livestream nào chúng ta cũng sẽ có khách mời đúng không? Và những vị khách này sẽ là một ý kiến khách quan khác, đồng thời cũng sẽ có những rất nhiều những cái kinh nghiệm vô cùng quý giá có thể truyền đạt. Chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để trao đổi với nhau. Rồi, và vị khách ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một travel blogger, một cô gái mang vẻ đẹp vô cùng Á Đông, với một phong cách sống vô cùng tự do và thoải mái. Và chưa kể nhá, là cô gái này đã từng rất nổi tiếng vì giảm thành công lên đến là 14 cân. Chắc là mọi người nghĩ rằng là mình sẽ để thời gian cho mọi người đoán đúng không? Thôi mà thôi, lần này sẽ thay đổi một chút, sẽ không cần mọi người đoán luôn. Mình sẽ công bố luôn vị khách mời ngày hôm nay, bởi vì là chủ đề ngày hôm nay quá là hot. Xin mời vị khách mời rất là đáng quý của chúng ta, travel blogger Hà Trúc. Hello. Em chào anh Tân và chào tất cả mọi người, những khán giả vô cùng thân thiết trên S Channel. Mình Hà Trúc, mình là một blogger. Và ngày hôm nay thì thật sự mình rất là vui khi được ngồi đây trò chuyện cùng với anh Tân. Tại vì mình đã theo dõi các tập của Lập Độ rất là lâu, khá là đầy đủ á. Thì mình cứ ngồi mình tự suy nghĩ là không biết bao giờ mình mới được ban tổ chức mời đến đây để ngồi trò chuyện với những chuyên gia về công nghệ. Thì ôi thật là may ngày hôm nay mình được ngồi đây và để chia sẻ rất là nhiều thứ mà mình quan tâm cũng như là anh Tân quan tâm với các mọi người. Thì hy vọng là buổi livestream ngày hôm nay sẽ là một buổi livestream thật là bổ ích và thật là nhiều niềm vui cho mọi người nha. Anh cá nhân anh lại nghĩ là anh cần một cái lời khuyên từ bọn nữ như là Trúc, bởi vì cái chủ đề livestream ngày hôm nay thực sự là rất là phù hợp với em. Thì không biết rằng là cái dịp cuối năm nay thì công việc của Trúc nó có bận rộn lắm không?
Trời anh ơi, kiểu đợt vừa rồi á, Sài Gòn lockdown kiểu một thời gian rất là dài. Cho nên là tất cả công việc của tụi em hầu như là bị đóng băng ở nhà. Thì sau khi mà mở ra một cái là kiểu mọi người bận là bận. Thì em cũng vậy, em bận kiểu không có ngày nghỉ trong tuần luôn á, rất là bận. Không biết anh Tân thì có giống như em không ta? Xin phép bấm tay với Trúc qua online phát ạ. Rất là đồng cảm với Trúc, anh cực kỳ đồng cảm với Trúc. Công việc như kiểu là 2 tháng ở Hà Nội giờ kiểu cách ly xong nó dồn lại một đống, xong đến lúc là sau dịch một cái là nó cứ dồn nó rất là bận. Cũng giống như em thôi. Mà văn nãy nhá, trước khi mà em vào ấy thì anh cũng đã kịp giao lưu với một số bạn ở phần comment ngay phía bên dưới, thì anh nhận ra là năm nay là hình như là các cái dịp lễ là tương đối là sát nhau. Vài ngày nữa thì chúng ta sẽ có Giáng sinh này, rồi sau đấy lại là Tết Dương lịch, và ngay rất gần đấy thôi là Tết âm lịch. Và mọi người đều thừa nhận là năm nay thì nó thật là rất là khó để chọn quà. Thế thì với một cô gái như là Trúc ấy, thì cái việc mà chọn quà có phải một cái việc là quá khó khăn hay là không? Thật ra thì em thấy mỗi người mỗi sở thích đó, mỗi người mỗi nhu cầu để mà lựa chọn khác nhau. Nhưng mà em thấy đặc biệt là thời điểm bây giờ nha, thì mọi người gần như là ưu tiên chọn những cái sản phẩm mà liên quan đến sức khỏe nhiều hơn để dành tặng cho người thân. Không biết là anh Tân có giống như em hay không, chứ em thấy là sau cái đợt vừa rồi kiểu quá sợ hãi á, bây giờ mình tìm cái gì mình cũng không tìm những thứ kiểu quá đẹp đẽ gì để trưng á, mà mình phải tìm những thứ thật sự có ích cho mình cũng như là cho những người thân yêu. Thì hồi ngày xưa em lựa chọn quà cho ông bà bố mẹ thì em hay lựa chọn ví dụ như là máy massage nè, máy massage chân, máy massage người, hay là thực phẩm chức năng. Nhưng mà kiểu đợt này em ở nhà nhiều hơn thì em có quan sát bố mẹ em, thì em thấy là bố mẹ em có thói quen tập thể dục vào buổi sáng. Sau đó em nghĩ là hay là mình sắm cho bố mẹ một chiếc đồng hồ Galaxy Watch 4 Classic. Thì chưa nói về những cái chức năng khác đâu nha, thì em thấy là chiếc đồng hồ thông minh này có thể đo được nồng độ oxy trong máu á, giúp cho kiểu bố mẹ em theo dõi được tình trạng sức khỏe rất là sát sao. Thì em nghĩ đó là một món quà vô cùng ý nghĩa. Cái này thì anh hoàn toàn đồng ý với Trúc, bởi vì là qua cái đợt dịch vừa rồi thì không chỉ anh người trẻ anh em chúng mình mà kể cả những người lớn tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi, họ quan tâm đến sức khỏe rất là nhiều. Bố mẹ anh cũng thế thôi, ông bà bố mẹ anh thì cũng rất hay là đi tập thể dục, có khi là buổi sáng và buổi tối. Thế nhưng mà kiểu mình cũng rất là lo ấy, bởi vì là đặc biệt là ông bà cũng lớn tuổi rồi, thì chân tay cũng yếu rồi, đi lại rồi nói là gở mồm, chẳng may là ngã hết các thứ thì làm sao. Thì lúc này thì anh nghĩ rằng là như chiếc đồng hồ Galaxy Watch 4 thì có một cái tính năng rất là hay, đó chính là phát hiện té ngã và nó sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo đến người thân, sẽ kèm luôn cái địa chỉ, gọi là địa chỉ mà người thân mình đang gặp vấn đề, để mình có thể đến nơi và mình giải cứu người thân. Đó, thì cái này thì nó sẽ giúp cho là ví dụ như người trẻ nghe mình khi tặng quà cho ông bà bố mẹ xong, thì ví dụ như ông bà bố mẹ có đi ra ngoài tập thể dục các thứ thì mình cũng cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Đó, và nên là nhờ những cái tính năng về healthcare của Galaxy Watch 4 series, thì nên là kể cả ví dụ như là mình không ở nhà, mình đi công tác xa xa đi, bố mẹ ở nhà mình vẫn yên tâm rằng là mình vẫn đảm bảo được mình quan sát đủ sức khỏe của bố mẹ. Dạ đúng rồi anh ơi, thì em thấy là hiện giờ bố mẹ em có tặng một cái thói quen em thấy rất là dễ thương nha, là đeo đồng hồ khi ngủ á. Thì em sau đó em biết được là cái chiếc đồng hồ này có khả năng là giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, với tính năng là phân tích giấc ngủ nâng cao thông qua việc là đo nồng độ oxy trong máu, rồi đồng thời phát hiện tiếng ngáy nữa. Thì em nghĩ là không chỉ là người lớn tuổi như bố mẹ hay ông bà đâu, mà mình nghĩ là những người trẻ tụi mình á, đeo cái chiếc đồng hồ này thì cũng rất là quan trọng với sức khỏe nữa. Còn với anh thì như sau cái buổi livestream số lần trước thì anh cũng cùng một bạn khách mời, đó là bạn Gia Khiêm, cùng trò chuyện một cái vấn đề là tìm cách học tập trong cái mùa back to school. Thì anh cũng đã tặng cho người cháu của mình một chiếc tai nghe Galaxy Buds 2. Thì với những bạn mà ví dụ như là có con hay có cháu nhỏ, thì cái việc mà học online ấy, thì sẽ rất là cần một cái không gian nó cá nhân, nó hơi private một chút, thì sẽ giúp cho cái việc học nó lý tưởng hơn, nó tốt hơn rất là nhiều. Thì với chiếc Samsung Galaxy Buds 2 thì nó hoàn toàn có thể giúp các bậc phụ huynh làm điều này, bởi vì Galaxy Buds 2 có một trang bị một cái công nghệ rất hay là công nghệ chống ồn chủ động ANC. Nó có thể lọc đến đấy là 98% cái tiếng ồn xung quanh. Thế nên là khi mà ví dụ như học online này, chúng ta ngồi trong lớp, chúng ta nói chuyện với thầy cô, bạn bè, thì những cái tiếng ồn xung quanh sẽ không hề gây ảnh hưởng. Thế nhưng mà giả sử như là ví dụ như là thầy cô mà gọi mình đi chẳng hạn, hoặc là bố mẹ gọi mình đi, thì có thể là bật cái chế độ chống âm này, chống ồn này nó sẽ không thể nghe được. Thì cũng sẽ có một cái chế độ khác gọi là chế độ gọi là xuyên âm, âm thanh xung quanh ấy, thì để mình có thể nghe được những cái âm thanh môi trường, những cái lời nói từ những người phía bên ngoài, để đảm bảo rằng là không bị mất liên lạc. Ví dụ như mải tập trung học quá, bố mẹ gọi không nghe chẳng hạn, đấy thì bật chế độ này lên là bố mẹ nói con vẫn nghe được mà học vẫn ok.
Dạ, trời đó các bạn thấy không, nãy giờ thôi mà mình và anh Tân đã chia sẻ với bạn hai cái sản phẩm kiểu rất là phù hợp để cho các bạn mua quà cho gia đình vào dịp cuối năm nay rồi. Thì ngừng lại một tí xíu nói về các sản phẩm đi ha. Thì bây giờ mình bắt đầu cái mini game ngày hôm nay cho các bạn. Thì câu hỏi ngày hôm nay mình muốn đặt ra cho mọi người đó là hệ sinh thái Galaxy trong livestream này như mình chia sẻ thì gồm có bao nhiêu sản phẩm. Mình có 4 đáp án cho các bạn lựa chọn ha. Đáp án A là gồm Galaxy Fold, Galaxy Buds 2, Galaxy Tab S7 FE. Đáp án B là có Galaxy Buds 2, Galaxy Tab S7 FE và Galaxy Watch 4 Series. Và đáp án C là A và B đều đúng. Và đáp án D là A và B đều sai. Và các bạn hãy làm theo hai bước sau đây để có cơ hội được trở thành người may mắn nhất nha. Thì bước 1 là các bạn hãy share livestream này dưới chế độ công khai với hashtag là hệ sinh thái Galaxy, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Buds 2 và Galaxy Watch 4 Series. Bước 2 là các bạn hãy comment theo cú pháp là đáp án đúng, khoảng cách, số may mắn có 4 chữ số là từ 1000 đến 9999 cùng với 4 hashtag là hệ sinh thái Galaxy, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Buds 2 và Galaxy Watch 4 Series. Thì một khán giả may mắn thực hiện đủ các bước như mình vừa chia sẻ thì sẽ có cơ hội nhận được một tai nghe Galaxy Buds 2 với giá trị là 2.990.000 đồng, rất là xịn. Và chúng mình sẽ chỉ tính những comment hợp lệ như hai bước mà mình vừa chia sẻ vừa rồi á, bắt đầu tính từ livestream này cho đến một tuần sau thôi. Và ban tổ chức sẽ quay số và chọn ra một bạn may mắn. Ban tổ chức sẽ comment ở phía dưới, ngay phía dưới kết quả thôi, cho nên các bạn hãy check nha. Và nhanh lên mọi người, bây giờ là mọi người hãy chơi đi để có cơ hội nhận ngay cái sản phẩm vô cùng ý nghĩa này, giống như mình đang đeo nè, các bạn thấy không? Tuy nhiên thì nói vậy thôi chứ không phải là các bạn coi tới khúc này sao các bạn chơi, sao các bạn thoát ra đâu nha. Mà tại vì bây giờ đến hết buổi livestream này, mình và anh Tân sẽ chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích, và các bạn hãy note lại để trả lời câu hỏi nha. Đấy, các bạn thấy không? Một cô gái như Hà Trúc đã bỏ rất nhiều công sức ra để giới thiệu luật chơi cho anh em rồi, thì anh em nên bỏ cái tâm một chút, mình comment nhiều, mình chia sẻ nhiều lên cho người khác tham gia cho, đúng không? Đây, theo dõi comment thì ở dưới này thì mình cũng thấy rằng là có rất nhiều người đang phân vân không biết chọn quà cho người yêu là gì mà lại vừa độc đáo lại vừa ý nghĩa, đúng không? Cái này thì nói thật nhá, không phải riêng mỗi anh em đâu mà tôi cũng thế đây này. Cứ mỗi lần đến kiểu lễ hội ấy thì suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà Trúc ơi, thì với một người vị trí là một người phụ nữ như em ấy thì có thể đưa ra một vài gợi ý giúp anh cũng như là các bạn đang xem ấy để xem là có món quà gì hợp với các chị em không, để ví dụ như là sau này mà mua mà lỡ không hợp để tránh được cái kiểu trường hợp vẫn bị mua quà mà vẫn bị mắng ấy. Em có gợi ý gì không? Em thấy kiểu mỗi người mỗi tính cách ha. Em không biết là kiểu mỗi người như thế nào, nhưng mà đối với người phụ nữ kiểu như em á thì em sẽ là một người rất là thích sáng tạo này, cho nên là em rất là làm rất là nhiều thứ để kích thích cái não bộ của mình đó. Ví dụ như bằng cách vẽ tranh, đọc sách hay là nấu ăn. Thì nếu như mà người phụ nữ của bạn có cái sở thích gần gần giống như mình thì mình nghĩ là đỉnh nhất luôn á là các bạn nên tặng cho người phụ nữ của bạn một gọi là bộ đôi Galaxy Tab S7 FE và cùng với cái bút S Pen kèm theo cái máy á. Thì khỏi phải nói thì các bạn cũng biết là cái Galaxy Tab S7 FE thì các bạn nhìn có màn hình kiểu siêu lớn luôn, giống như là mình chưa thấy cái màn hình to như vậy. Kiểu mình vẽ vời hay cái gì đó thì sẽ rất là cool, rất là không cần phải trở ngại, không cần phải bực mình hay gì hết. Mà còn chiếc bút S Pen này nè thì nó còn có độ trễ vô cùng thấp, và cái đầu bút này nè thì rất là mềm mại, cho nên là khi mà các bạn thao tác ở trên máy nó sẽ có một cái trải nghiệm vô cùng chân thật. Thì mình thấy là nếu như mà người phụ nữ của bạn có sở thích kiểu gần gần giống như mình á, hoặc là không cần sở thích giống như mình nữa, không cần vẽ vời, ví dụ như làm việc nhiều hay là gì đó trên máy tính, trên những cái tab như thế này á, thì mình nghĩ là cái bộ đôi này sẽ là một cái quà tặng vô cùng ý nghĩa luôn. Hỏi đúng người rồi, phải công nhận như thế. Anh có chia sẻ thật với Trúc là vợ anh cũng như vậy, cũng là một người rất phải nói rất là nghiện vẽ. Ngày xưa anh cũng mang về một chiếc Tab S7 FE để làm một cái máy để hỗ trợ cho anh làm việc, cùng là vợ anh toàn vác ra để vẽ thôi, anh có được dùng để làm gì đâu. Và phải công nhận rằng là cái bút S Pen ấy thì được đính bằng cái nam châm vào thân máy, thế nên là cũng rất là thuận tiện để cho chúng ta sử dụng, chúng ta mang đi không cần phải quan tâm là cất bút vào đâu, làm thế nào để cho nó không mất. Đó thì đấy là một cái điểm mà phải công nhận là một điểm cộng rất là lớn cho Galaxy Tab S7 FE cũng như là cái bút S Pen này. Dạ thì nói chung là em thấy kiểu những cái trải nghiệm vẽ vời làm việc á, nó chưa phải là tất cả khi mà nói về cái Galaxy Tab S7 FE này đâu nha. Mà em thấy có một cái tính năng mà em vô cùng thích, đó là tính năng chuyển đổi liền mạch giữa cái thiết bị Galaxy. Ví dụ như em dùng điện thoại Galaxy, em làm gì đó, xong rồi bắt đầu em
chia sẻ nhanh, rồi dù em chụp hình từ điện thoại, sao em cho qua cái tab S7 FE này, sao em lại dùng bút S Pen, em lại kiểu sáng tạo bla bla các thứ, thì em thấy kiểu nó rất là nhanh á. Với góc độ là một người dùng như em thì hệ sinh thái của hãng thực sự là một điều rất là thu hút, và em nghĩ là khi mà tất cả các thiết bị nó được kết nối đồng bộ với nhau sẽ rất là dễ dàng thao tác, rồi kiểu dễ dàng làm việc hơn tất cả mọi người, khiến cho cái việc mà mình làm việc hay là mình giải trí á, nó trở nên rất là liền mạch và rất là trọn vẹn. Mà thật ra thì nãy giờ em nói kiểu cũng hơi bị nhiều so với sở thích cá nhân rồi á. Không biết là ví dụ như đối với anh Tân đây thì ví dụ một người đàn ông á mà muốn người phụ nữ mình tặng quà thì người đàn ông sẽ thích cái gì ha? Tại vì có rất là nhiều thứ mà em cũng chẳng biết là thường các bạn nam sẽ thích cái gì nữa. Trời đất ơi, có người đã nhớ tới chúng tôi rồi, có người đã nhớ đến đàn ông con trai chúng tôi rồi. Nhưng mà thật ra thì anh như cá nhân anh thì anh thích cái gì đấy nó có đôi có cặp ấy, thế nên là ví dụ như là chị em mà thích Galaxy Tab S7 FE này thì anh em như ở anh em bọn anh thì cũng muốn sắm một cái thứ gì đấy, đúng không nào? Thì nói chung là khác với cả các chị em một chút thì với như của anh em bọn anh thì bọn anh sẽ thích chơi game hơn, thế nên là một cái món quà như là Galaxy Buds 2 sẽ trở thành một món quà cực kỳ hay ho. Đi kèm với cả chiếc Galaxy Tab S7 FE và cái cấu hình là 8 nhân này, chip 8 nhân này với màn hình rất là lớn lên đến là 12.4 inch, pin cũng rất là to là 10.090 mAh, với cái công nghệ sạc nhanh rất là kinh khủng ấy, 45W sạc đầy chỉ có mất 1.5 tiếng thôi, nó đủ để cho cung cấp một cái năng lượng để chúng ta làm việc rồi chơi game các thứ cả ngày. Và cụ thể hơn thì như Samsung đã công bố là 13 giờ xem video liên tục. Nói chung là pin rất là trâu và máy lại còn mạnh nữa, thế nên là nếu như mà có lỡ chơi game hơi kiểu mải mê quá thì các chị em cũng đừng có chê chúng tôi nhá. Còn với chiếc tai nghe Samsung Galaxy Buds 2 thì sở hữu một cái chất âm chuẩn studio với loa 2 chiều, có thể cân bằng âm thanh rất là trọn vẹn từ giải bass âm trầm cho đến những giải âm cao, âm trap rất là mượt mà. Chiến game thì phải gọi là tuyệt vời, không còn gì để chê cả. Không biết là các anh em ý kiến như thế nào thì hãy để lại cho mình biết ở phần comment ngay phía bên dưới nhá. Rồi. Ôi, hình như là có lời nhắn từ ban tổ chức hay sao ấy. Tức là ban tổ chức đang bảo là hình như là cái buổi không khí này đang hơi trầm, anh em nói chuyện cũng chỉ nói chuyện thôi, nên là bây giờ chắc là anh em phải làm một cái gì đấy khác đi để tăng tương tác, tăng gọi là up mood cho mọi người trong cái buổi livestream này đi. Không biết là anh Tân có suggest gì cho em không ta? Em là người mới, không biết gì đâu. Đây đợi chút để anh đang xem cái tin nhắn của bên ban tổ chức. Đây rồi. Ban tổ chức thì vừa bảo là bây giờ anh với cả Trúc thì đều là blogger, đều là vlogger ấy, thì là chắc có lẽ anh em sẽ làm một cái challenge vui vẻ là bây giờ anh em đổi vai cho nhau đi. Trúc sẽ trở thành anh, em sẽ trở thành một reviewer công nghệ, còn anh sẽ thử trở thành em, trở thành một kiểu người review các địa điểm du lịch, một travel blogger. Chắc là anh em mình sẽ đổi vai trong khoảng độ 30 giây 1 phút nhỉ, để xem là khả năng ứng biến, khả năng diễn của anh em mình như nào. Thì anh nghĩ là em thử làm một cái review ngắn về chiếc Galaxy Watch 4 Classic đi. Còn không biết là đề bài của Trúc dành cho anh là gì nhỉ? Nhẹ tay vai anh nhá. em chưa có thời gian chuẩn bị, nên là thôi chắc là em nghĩ gì trong đầu em sẽ nói luôn đi ha. Thì chắc là dù em là người Sài Gòn mà anh Tân là Hà Nội, thì chắc là em muốn thử thách anh Tân là hãy kiểu trong 30 giây hãy giới thiệu những cái nơi hoặc là giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn biết. Đây là điểm du lịch rất là hấp dẫn, kiểu như vậy đó. Tức là trong 30 giây anh phải review về, anh phải giới thiệu về Sài Gòn cho những người chưa đến Sài Gòn bao giờ, kiểu thế hả? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi anh. Nhưng mà anh Tân đi Sài Gòn rồi mà đúng không? Anh đi Sài Gòn rồi chứ đúng không? Anh đi nhiều rồi mà. Nhưng mà 30 giây giới thiệu cho những người. Vậy thì cũng đâu có khó gì với anh Tân đâu. Ok, chắc là anh làm được, Rồi, ok. Nhưng mà thôi, lần này thì lúc nào cũng theo tiêu chí là lady first thì chắc là có lẽ sẽ nhường cho Hà Trúc trước đi. Trời ơi, thật sự rất là khó. Kiểu em á, dù là con gái em cũng thật sự cũng yêu thích công nghệ hơn người con gái khác. Chứ mà nói về công nghệ như cái anh con trai, đặc biệt là kiểu ngồi nói chuyện với anh Tân này, thì em không biết là em có làm tốt không. Nhưng mà thôi thì em sẽ nhận xét vòng 30 giây về chiếc Galaxy Watch 4 Classic mình đang đeo trên tay đi ha. Mọi người có thấy đồng hồ mình đang đeo em ta? À, thấy rồi. Đúng không anh Tân? Ok không? Rồi ok, thì chắc là mình nói một chút về ngoại hình của em này đi. Thì mình bản thân của mình là một người rất là hay đi chụp ảnh, đi review bla bla các thứ, thì mình thấy là đây là một chiếc đồng hồ mình rất là dễ dàng phối với các loại trang phục khác nhau. Ví dụ như ngày hôm nay mình mặc đồ như thế này, mình cũng kiểu áo vest linen như thế này thì mình đeo mình cũng thấy phù hợp. Mà mình thấy ví dụ như mình mặc đồ kiểu sporty một chút xíu, hay là mình
mình nói đại loại là mình đi đâu mình mới phù hợp, mình đi làm mình mới phù hợp. Cho nên là về cái ngoại hình của em này thì kiểu không có gì để chê. Và mình á thì ví dụ như người ta hay kiểu thích cái dây màu đen, còn mình thì mình thích màu trắng, tại vì cho nó nổi á, dù như mặc màu đen xong rồi cái đồng hồ thì nó màu trắng. Với lại mình thấy là đeo không bị nặng tay nữa. Lúc đầu mình nhìn á thì mình nghĩ là ui hình như là cái em này chắc là hơi to với tay mình rồi, nhưng mà khi mà mình đeo lên thì mình thấy nè, các bạn cũng thấy nè, nó hoàn toàn không nặng hay là không có to gì so với tay mình hết, rồi mình thấy rất là ưng. Với lại một cái nữa là như từ đầu mà mình với anh Tân có chia sẻ là đây là một chiếc đồng hồ kiểu không chỉ là để cho mọi người mà xem giờ đâu, mà nó còn kiểu ví dụ như nghe điện thoại hay là như thế nào đó thì nó rất là tiện. Mình không cần phải, dụ như mình đang nằm đây mình xem phim xong rồi điện thoại mình thì mình để đằng xa thì mình có điện thoại thì mình vẫn nghe được bình thường. Nói chung rất là mượt, rất là ok, loa rất là tốt, chung mọi thứ ok. Và đặc biệt như từ nãy mình có chia sẻ là đây là có một cái chế độ giúp bảo vệ sức khỏe của mình rất là toàn diện, kiểu là đo nồng độ oxy trong máu á, nên là mình làm cái gì hay là mình có báo động gì thì nó cũng rất là dễ dàng thông báo cho mình biết. Và mình nói ồ bản thân của mình như thế kia là mình bắt đầu phát hiện kịp thời một số cái, và mình cũng kiểu giúp cho sức khỏe mình tốt hơn. Thì mình thấy là đây là một chiếc đồng hồ các bạn rất là nên sở hữu một cái. Ôi còn nhìn vậy của em là hết. Chúc ơi, chút nữa anh sẽ gửi tin nhắn cho em cái tên tài khoản với cả cái mật khẩu của kênh Tân một cú nhá. Thì có gì em đăng nhập vào em làm luôn hộ anh. Anh thấy xuất sắc quá rồi. Giờ không anh không cần phải làm nữa, anh nhường cho em làm luôn. Chết rồi. Ui, cảm ơn anh Tân, bây giờ tới được anh á. Chết rồi, bây giờ như chúc review tốt quá rồi. Bây giờ nói như nào bây giờ nhỉ? Review về Sài Gòn cho người chưa đến bao giờ. Ok, anh nghĩ ra rồi. Bây giờ anh sẽ review Sài Gòn theo một cái phong cách nó rất là Hà Nội để cho những giới thiệu về những địa điểm gọi là đặc biệt nhất của Sài Gòn. Nếu như ai đó đến Sài Gòn vào một ngày trời đổ cơn đông thì khả năng cao là bạn đã đến nhầm chỗ rồi. Bởi vì Sài Gòn đâu có lạnh, Sài Gòn đâu có lạnh đâu. Chưa hết, Sài Gòn là một thành phố vô cùng đặc biệt. Sài Gòn người ta hay gọi rằng là một thành phố không ngủ. Không ngủ có nghĩa là thiếu ngủ, và khi thiếu ngủ thì sẽ xảy ra rất nhiều điều kỳ quặc. Ví dụ như cơm tấm Cali nghe rất sang, rất đắt tiền, nhưng còn một loại nghe sang hơn và đắt tiền hơn, đó là cơm tấm bãi rác. Sài Gòn còn rất nhiều điều đặc biệt nữa, vậy nên hãy đến với Sài Gòn để trải nghiệm điều này nhé. Sài Gòn City, hãy sống theo cách của bạn. Ủa, cái đoạn vừa rồi có được không em? Trời ơi! Trời, có một khoảng thời gian rất là ngắn trong lúc em review mà không nghĩ là anh Tân có thể làm ra cả một cái bài thơ như vậy nữa. Đúng cái rồi, này là rất là phong cách của anh Tân luôn. Cũng là từ trải nghiệm của bản thân ra thôi. Cũng là từ trải nghiệm bản thân thôi. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là như là Trúc trở thành một gọi là một travel blogger thì cũng là sẽ phải cần am hiểu rất nhiều về cái văn hóa địa phương, cũng như là phải có một cái khả năng truyền đạt làm sao cho nó thật là truyền cảm để dẫn dắt mọi người làm sao nghe về văn hóa, nghe về cái địa phương đấy nó không nhàm chán mà để dần gần gũi dễ gần, đúng không? Thực sự là thử một tí thôi mà cảm thấy nó rất là khó rồi. Respect cho Hà Trúc. Trời, cảm ơn anh Tân nhiều. Em như em nghĩ là giống như là cái sở thích của cá nhân, ví dụ như em thích đi du lịch, tìm hiểu về văn hóa, về cái địa điểm đó. Còn ví dụ như anh Tân là người thích công nghệ. Trời, kiểu em thấy rất là khó, tại vì mấy cái công nghệ đúng là bla bla đủ thứ, những cái chi tiết, những cái số liệu, những cái trải nghiệm rất là khó. Cho nên là em thấy là nếu mà muốn kiểu nắm rõ về sản phẩm và đánh giá về sản phẩm thì phải có một cái lượng kiến thức rất là nhất định đó về công nghệ. Nói chung em thấy ôi hay quá, không biết tại sao các anh con trai lại có thể siêu đến như vậy. Thôi, hôm nay cũng đã rất là vui được gọi là đổi vai trò với Trúc trong buổi ngày hôm nay, một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Rồi có lẽ là rất có một vài comment nữa này. Rồi các bạn đang vào có lẽ là đông hơn rồi đấy. Dạ. Ui, em để em check comment một chút đi ha. Thì em thấy có bạn hỏi về để em xem coi. À, hỏi về quà tặng dành cho bạn, dành cho một người bạn thân. Thì em không biết là chắc là em muốn anh Tân chia sẻ cho em biết một chút về người bạn thân của anh và sở thích của người bạn thân của anh, xem mình lựa chọn quà cho anh ấy, cho cô ấy như thế nào ha. Thật ra thì anh cũng hiểu vì sao anh là một người rất thích công nghệ, thế nhưng mà vì một lý do nào đấy anh lại chơi với rất nhiều người yêu thích âm nhạc, đặc biệt là nhạc rap em ạ. Và kiểu chơi với rất nhiều người thích sáng tạo xung quanh mình ấy. Cá nhân anh cũng là một người mà cũng rất thích âm nhạc, cũng rất thích làm kiểu rapper, mỗi tội là cái khả năng nó không cho phép, nên là thôi, dòng đời đã xô đẩy trở thành một reviewer công nghệ.
nghệ, mình hãy chấp nhận thôi. Đấy thì như là một cái buổi livestream lần trước, anh được trò chuyện với Gia Khiêm, một người thì có lẽ là rất nhiều người cũng đã biết là gọi là một thần đồng âm nhạc, một khả năng hát rất là hay. Thì Khiêm có nhắc đến một cái thiết bị giúp Khiêm đã rất là nhiều trong cái việc thưởng thức các sản phẩm âm nhạc, đó chính là tai nghe Galaxy Buds 2. Đó, ở ngay đây này, đó, ở ngay đây này, mọi người nhìn thấy không? Đó. Và với bất kỳ ai mà có tiêu chuẩn âm thanh hoặc là tai nghe cao ấy thì mình nghĩ rằng là Galaxy Buds 2 hoàn toàn có thể đáp ứng được. Bởi vì nó có loa hai chiều, nó cân bằng âm thanh trọn vẹn giữa các giải, từ giải trầm, giải giữa cho đến giải âm cao. Thế nên khi mà nghe một bài hát của ba giải đều làm rất là tốt, để đem lại một cái trải nghiệm tai nghe và nó là rất là tuyệt vời. Một cái cảm giác mà theo như Khiêm nói ấy, thì là rất là chuẩn, chuẩn studio đấy. Và như các bạn có thể thấy, như kiểu trên tai mình đeo ở đây đấy, nó sở hữu một cái thiết kế rất là nhỏ, rất là vừa vặn ôm vào tai. Thế nên là khi mà sử dụng hàng ngày sẽ có một cái trải nghiệm đeo rất là êm ái. Bên cạnh đấy thì Buds 2 cũng có sở hữu một cái tính năng vô cùng tiện lợi, đó chính là cái tính năng gọi là chuyển đổi thông minh. Cứ hình dung như này thì như kiểu là chúng ta sử dụng tab S7 FE ở đây, chúng ta ngồi làm việc ở trên điện thoại Galaxy Phone, chúng ta tít đằng kia đấy, ví dụ như là tự nhiên có người gọi điện đến chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tai nghe để nghe trực tiếp đó, ở cái chiếc điện thoại đó mà không cần phải ra lấy. Thực sự rất là tuyệt vời. Và đấy chính là một trong những cái điểm vì sao chúng ta nên lựa chọn và sử dụng những cái sản phẩm ở trong hệ sinh thái Galaxy đó. Ngồi ở đâu cũng được, tha hồ bạn bè gọi điện đến tám chuyện thoải mái. nghe cái người bạn thân của anh kiểu chia sẻ thì cảm thấy rất là thích ha. Còn ví dụ như đối với những người bạn thân của em á, thì bọn con gái tụi em hay kiểu cuối tuần gặp nhau nấu nướng với nhau, xong rồi xem phim, chơi game, chỉ kiểu vậy thôi à. Thì đợt dịch vừa rồi kiểu kéo tất cả mọi người xa nhau quá, nên bây giờ cần được bù đắp lại hơn. Thì nếu mà được cho em suy nghĩ mà để lựa chọn một thiết bị tặng cho bạn, người bạn thân của em á, thì em nghĩ em chắc chắn em sẽ tặng chiếc Tab S7 FE thì rồi luôn á. Tại vì kiểu màn hình thì như em chia sẻ là 12.40 inch là rất là lớn rồi ha. Xong rồi còn chưa kể đến loa kép được tinh chỉnh bởi AKG cho trải nghiệm âm thanh kiểu vòm rất là hoàn hảo, rất là xịn. Thì mọi người ở cùng với nhau, xong rồi xem phim với nhau, thì em nghĩ là rất là ok luôn. Và chưa kể nữa, một cái điều cũng em thấy là con, đặc biệt là con gái nha, rất là quan trọng, đó là ví dụ như các bạn hay thích chụp hình, các bạn hay kiểu bày ra chụp flash lay các kiểu á, thì các bạn bày cái chiếc này ra nó rất là xinh, vì nó có thiết kế là mỏng nhẹ nè, rồi kim loại thì nguyên khối nữa. Có hai màu các bạn lựa chọn, đó là màu mint pastel là mình có ở đây, và màu đen nữa. Thì mình thấy là mình con gái thì mình chọn màu mint kiểu cho chụp hình lên đó, cho nó đẹp. Còn con trai thì sử dụng màu đen thì chắc là xinh xịn hơn. Thì em thấy như vậy là rất là ok cho người bạn thân của em luôn á. Và em cũng hy vọng người bạn thân của em cũng nghe những cái lời này. Mà ví dụ như chiếc tab của em có hư thì các bạn cũng hả mua cho em một cái chiếc để bù lại cái chiếc hư của em chẳng hạn. Mấy ông bạn thân của tôi có đang xem livestream này có nghe thấy không ạ? Đấy, đó. Trúc đã nói rồi đấy, mấy ông bạn thân cũng đối xử với tôi như thế đi nhá. Nhưng mà phải công nhận với Trúc là thực sự là Tab S7 FE và Buds 2 là một cái món quà gần như là rất là hoàn hảo để tặng cho bạn bè luôn ấy. Nhưng mà nếu mà gọi là để nói về gọi là cái độ gắn kết giữa người bạn thân với nhau, thì chúng ta không thể không nhắc đến một cái tính năng có tên là thử thách nhóm Group Challenge ở trên Galaxy Watch 4 series nhá. Tính năng này thì nó sẽ liên quan đến luyện tập. Chúng ta sẽ luyện tập cùng với bạn bè, giống như kiểu là một buổi tập thì một đứa làm được kiểu bao nhiêu động tác chống đẩy, hay là ví dụ như là đi được bao nhiêu bước chân trong đấy hạn, giống như kiểu là một cái cuộc solo gọi là challenge nho nhỏ giữa các bạn thân với nhau. Thực sự nó rất là vui và tạo cái động lực để cho anh em tập luyện các thứ nhiều hơn. Và nhân tiện thì nếu như mà có ai mà đang muốn kiểu mua một chiếc Galaxy Watch 4 thì có thể tặng luôn cho đứa bạn đó, để hai đứa cùng nhau sống heo thì các thứ nhá. Mình nghĩ thấy là rất là hợp lý đấy. Thì đó là những cái gợi ý vô cùng cơ bản và cũng là dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân của chúng mình. Thế nên là nếu như bạn nào mà có những cái món quà gì hay ho hơn, hay là có một cái trải nghiệm gì đấy hay ho hơn, thì hãy để lại cho mình biết ở phần comment ngay phía bên dưới nhá, để chúng ta sẽ cùng chia sẻ và trò chuyện với nhau. Đấy các bạn, cứ tiếp tục comment đi anh em, tương tác nói chuyện vui đi nào. Trời, trong lúc mà anh Tân chia sẻ nãy giờ thì rất là mắc cười là điện thoại của em hiện lên là, không biết là ở xa quá chắc mọi người không thấy đâu, hiện lên là đã đến lúc cần vận động. Nghĩa là nãy giờ em ngồi đây em livestream với anh Tân lâu quá, xong bắt em là phải đứng lên vận động đi. Các bạn thấy không, kiểu ngồi có tí xíu thôi mà cũng bắt là ok đứng dậy tập thể dục đi. Thì liệu mình thấy là ví dụ như các bạn đeo một cái đồng hồ như thế này thì chắc là các bạn sẽ có một cái thân hình rất là khỏe đẹp á, tại vì lúc nào nó cũng chửi mình, đó là lười quá vận động đi hết. Mình thấy là đứng dậy, rất là đứng ok dậy, ha. Đứng lên nữa. Nhưng mà thật sự là mình xin lỗi, tại vì bây giờ mình đang livestream chắc là tầm 30 phút sau nữa thì mình sẽ đứng lên vận động. Còn chắc là nãy giờ em thấy là mình chia sẻ quà dành cho gia đình này nè, cho người yêu rồi nè, cho bạn bè rồi nè. Thì em thấy là mình cũng nên suy nghĩ một món quà dành tặng cho bản
bản thân mình, dành cho cá nhân của mình trong dịp cuối năm. Kiểu một năm mình còn làm việc quá là nhiều rồi đó, thì chắc là năm mới cuối năm mình cũng nên tặng cho mình một cái món quà gì anh Tân ha. Công nhận rõ ràng là mình phải yêu bản thân mình trước chứ, đúng không? Thế thì bây giờ anh nghĩ thế này, hay là lại làm với nhau một cái thử thách nữa đi. Bây giờ đầu buổi livestream đến giờ thì chúng ta cũng đã nhắc đến rất nhiều những cái tiện ích từ những thiết bị của Samsung rồi. Bây giờ thì mình sẽ có thể đoán xem là sản phẩm hay tiện ích nào nó sẽ phù hợp với đối phương, đúng không? Ví dụ như là bây giờ đi, bây giờ Trúc sẽ đoán xem là anh hợp với sản phẩm của Samsung nào nhất, và ngược lại anh cũng sẽ đoán xem là Trúc đang ưng ý sản phẩm nào nhất nhá. Là lady first ha anh Tân. À đúng rồi, lady first. Yeah. Thực ra thì đối với anh Tân em thấy rất là khó nha, tại vì anh Tân hiện đang là một content creator ở trên YouTube, thì em thấy kiểu cái việc chụp ảnh, quay phim rồi viết content, nói chung là nó đều rất là quan trọng. Thì em cảm thấy là tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái Galaxy đều phù hợp với anh Tân hết đó. Bây giờ ví dụ như em suy nghĩ trên màn hình lớn của Tab S7 FE thì anh Tân có thể nghiên cứu thông tin rồi take note, rồi có tính năng chia đôi màn hình nữa. Nói chung là rồi sau đó anh lại viết kịch bản bằng cái chiếc bút S Pen. Sau đó anh viết xong rồi bắt đầu anh kiểu nghe bằng tai phone của Galaxy Buds 2 nữa. Nói chung là em thấy là cả cái hệ sinh thái này đều rất là phù hợp với anh Tân. Nhưng mà nếu bắt em chọn một cái để phù hợp với anh Tân nhất thì chắc là em nghĩ là Galaxy Tab S7 FE. Em nghĩ là như vậy, tại vì bản thân em cũng là một người làm về kiểu content creator nên em thấy là dùng cái này rất là tiện và rất là kiểu phù hợp với mình sử dụng mỗi ngày, thì em nếu em pick thì em sẽ chọn nó. Rồi, thật ra thì như Trúc nói thì cũng khá là đúng đấy, giá rất là đúng ý anh đấy. Phải công nhận là một người làm content trên YouTube rất là nhiều thì cũng sẽ cần những cái công cụ hỗ trợ như là chiếc Galaxy Tab S7 FE này. Còn về một travel blogger như là Trúc thì anh nghĩ rằng là em sẽ phải di chuyển rất là nhiều, đi lại rất là nhiều nên em sẽ rất là quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Thế nên anh nghĩ rằng là nếu như mà giả sử như anh tặng quà cho em đi thì chắc chắn anh sẽ chọn một chiếc Galaxy Watch 4 Classic. Nó sẽ là một món quà vô cùng hợp lý, bởi vì là em có thể theo dõi sức khỏe của em, những cái chỉ số sức khỏe rất là quan trọng, ví dụ như là lượng mỡ, rồi lượng cơ, rồi xương, các thứ, và chúng ta hoàn có thể đo được tất cả những thứ trên đồng hồ của chúng ta. Chỉ mất khoảng độ 15 giây thôi là trên điện thoại là có tất cả những kết quả đấy. Trúc là một người luyện tập rất là nhiều, chắc là Trúc cũng rất là quen với những cái chỉ số này rồi. Từ đấy thì anh nghĩ rằng là em có thể thấu hiểu được cơ thể mình hơn, rồi chúng ta sẽ có một cái chế độ ăn uống này, luyện tập để phù hợp, để nó duy trì sức khỏe tốt hơn. Đó, và đó cũng là một cái điều vô cùng hữu dụng khi mà sử dụng các thiết bị của Galaxy. Và là một người thì thích đa nhiệm giống như mình ấy, thì việc có thể chạy được nhiều tác vụ luôn là một ưu tiên hàng đầu. Phải nên là có một cái tính năng mang tên là Samsung Dex sẽ rất hữu ích với những người đặc như mình chẳng hạn. Rất nhiều công việc cần phải làm đa tác vụ, rồi làm cái này làm cái kia trên cùng một cái màn hình. Thì với những người mà chưa biết thì Samsung Dex là một cái tính năng sẽ cho phép chúng ta chuyển cái bộ giao diện của máy tính bảng thành một bộ giao diện của laptop. Tất cả những gì các bạn cần làm là các bạn cần kéo thanh thông báo xuống vào cái Control Center và chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng của Samsung Dex, và từ đấy thì một bộ giao diện của laptop sẽ được hiện ra. Chúng ta sẽ rất là quen làm việc ở trên laptop rồi đúng không? Thì lúc này thì làm việc ở trên Galaxy Tab S7 FE nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta có một cái màn hình nào đấy hỗ trợ cái đầu USB Type-C thì các bạn có thể cắm vào đây và xuất ra một màn hình to hơn. Và từ đấy chúng ta sẽ làm việc gọi là đa nhiệm, phải nói cực kỳ tuyệt vời. Màn hình to hơn mà có thể chia rất là nhiều cửa sổ để làm việc. Và có một cái phụ kiện đi kèm để tạo ra một gọi là một cái combo hủy diệt đi, một cái combo rất là hay ho, đó chính là bao da tích hợp bàn phím. Nó vừa bảo vệ cho chiếc Tab S7 FE của mình không bị chảy xước này, nó có thêm cái bản lề linh hoạt để chúng ta có thể điều chỉnh các cái góc nhìn, các làm việc nó phù hợp với mắt của chúng ta, với tư thế ngồi của chúng ta, đúng không? Và ngoài ra nữa thì còn có thêm một cái góc ở trong này nữa, đó là để giữ cố định cho cái bút S Pen, để cho cái bút nó không bị rơi, thì khi chúng ta di chuyển các thứ nó sẽ đảm bảo là cái bút lúc nào cũng được cố định ở trong này. Đó. Và bàn phím ở đây thì có kích thước rất là lớn, gõ rất là ổn, giống như là một chiếc laptop bình thường. Có một cái trackpad rất là mượt mà để chúng ta di chuyển trên này, thao tác như một chiếc laptop luôn. Và với một cái những tác vụ như là edit này, chỉnh sửa ảnh này, chỉnh sửa video này, thì với một cái màn hình 12,4 inch nó thật là thực sự rất là to và rất là phù hợp để mình làm những công việc đấy. Trời ơi, nghe anh Tân nói và cảm thấy sướng luôn, kiểu cảm thấy rất là xịn và rất là phù hợp trong một cái cuộc sống hiện đại như bây giờ. Em nghĩ là nãy giờ anh em của mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi ha, thì không biết là các bạn đã lựa chọn được cho mình cái món quà nào phù hợp dành tặng không chỉ cho bản thân các bạn mà còn dành tặng cho những người yêu thương các bạn nữa. Thì em nghĩ cũng đã đến lúc là mình chào tạm biệt mọi người rồi anh Tân ha. Bạn thân mình thì
qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì cũng đã biết thêm được rất là nhiều điều, biết cách để đặt những cái yếu tố nào khi mà mình dụ như chọn quà cho người mình yêu quý, bố mẹ rồi người yêu rồi vợ. Và rất cảm ơn Trúc vì những cái lời tư vấn cực kỳ bổ ích đến từ em. Và một lần nữa thì mình cũng mong rằng là vào cái dịp cuối năm này thì qua những cái câu chuyện mà chúng mình chia sẻ thì các bạn cũng sẽ thu nạp được thêm nhiều những cái gợi ý, những cái kiểu suggestion để chúng ta chuẩn bị những cái món quà thật là ý nghĩa dành cho người thân trong gia đình nhá. Và các bạn đừng quên rằng là hãy tham gia vào mini game của chúng mình với một cái luật chơi rất là đơn giản thôi. Hãy trả lời một câu hỏi sau cũng rất là dễ. Hệ sinh thái Galaxy trong buổi livestream ngày hôm nay bao gồm những sản phẩm nào? Đáp án A, Galaxy Phone, Galaxy Buds 2 và Galaxy Tab S7 FE. Đáp án B, Galaxy Buds 2, Galaxy Tab S7 FE và Galaxy Watch 4 Series. Đáp án C là A và B đều đúng. Và đáp án D là A và B đều sai. Các bạn thì để nhận được món quà từ chương trình thì các bạn chỉ cần làm những bước sau. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Là bước thứ nhất, các bạn hãy share livestream này ở chế độ công khai kèm với hashtag là hệ sinh thái Galaxy. Với bước 2 thì các bạn chỉ cần comment câu trả lời theo cú pháp là đáp án đúng này. Sau đó là thêm một số may mắn có 4 chữ số từ 1.000 đến 9.999 kèm theo hashtag là hệ sinh thái Galaxy. Ví dụ nhá, mình chọn đáp án là A và cái số may mắn của mình là 1234 thì mình sẽ ghi ở phần comment là A cách 1234 cách hashtag hệ sinh thái Galaxy. Và một khán giả may mắn thực hiện đầy đủ tất cả các bước trên và có một cái số may mắn chung với cái số mà bạn tổ chức quay được thì sẽ có cơ hội nhận được một chiếc tai nghe Galaxy Buds 2 với trị giá là 2.989.000. Đấy, siêu xịn sò luôn. Và bọn mình cũng sẽ chỉ tính những cái comment hợp lệ từ giờ cho đến khi cái hết thời gian diễn ra buổi livestream này là một tuần nha các bạn. Thế nên là khi mà livestream kết thúc rồi thì các bạn hãy comment, các bạn hãy share rồi các bạn tham gia rất là nhiều, và sau đấy thì ban tổ chức sẽ quay số và tìm ra người thắng cuộc. Đồng thời sẽ công bố tại chính comment của livestream này vào một tuần sau nhá. Và đó, mọi người hãy chơi nhiều lên, nó rất là đơn giản thôi mà. Đến cuối rồi, anh em mình chơi nhiều lên nào. Em rất mong được sắp tới sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện với anh Tân cũng như các anh chị trong S Channel nhiều hơn nữa. Và em chúc là mọi người hãy có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là ấm áp bên gia đình và người thân, đặc biệt là trong dịp cuối năm này nha. Trước khi kết thúc thì anh cũng muốn gửi lời chúc đến Trúc cũng như là gia đình một cái dịp cuối năm là vui vẻ, ý nghĩa và sẽ có những cái món quà rất là hay ho để chúng ta tặng nhau, gia tăng thêm tình cảm gia đình. Và một lần nữa thì cũng chúc tất cả mọi người sẽ sớm tìm được những món quà ưng ý trong dịp lễ lần này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một buổi livestream gần đây nhất.